với Việt Anh và Thiên Vũ. Chúng ta hãy cùng hô to 3 lần Việt Nam chiến thắng quý vị nha. Sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẽ đếm nha. 1, 2, 3. Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Vâng, thưa quý vị, cảm xúc vẫn còn đó và sẽ lan tỏa bùng cháy mãnh liệt hơn.
Long Biên Thành Phong đang trao những bó hoa tươi thắm. Hãy trả lời tri ân cũng như là cảm ơn đến từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là toàn thể với bộ cáo của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các cầu thủ của chúng ta.
cảm ơn ông Ngô Minh Hải rất nhiều ạ.